Quý bà con đang nghe bản tin podcast về thị trường lúa gạo của công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Nông. Bản tin được phát trực tiếp lúc 6 giờ sáng thứ 3 và thứ 7 hàng tuần. Thưa bà con, cập nhật nhanh giá lúa gạo từ trang điện tử báo Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang. Tuần qua, giá lúa tươi tại ruộng đang thu hoạch bất ngờ chững lại và có xu hướng giảm. Thị trường trầm lắng, sức mua yếu. Một số chủng loại như Đài Thơm, OM18 giảm mạnh đến 300 đồng một ký. Trên thị trường gạo hôm nay, giá nhiều loại gạo có xu hướng giảm, giao dịch tại các kho yếu. Đáng chú ý, giá gạo xuất khẩu ổn định trở lại sau khi giảm vào phiên dịch giữa tuần trước. Đây là thông tin chi tiết mời bà con theo dõi. Theo đó, giá lúa tươi hôm nay ngày 23 tháng 1 tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long bất ngờ giảm sau khi đi ngang vào phiên giao dịch giữa tuần trước. Ở một số đồng đang thu hoạch giá giảm so với cọc ban đầu nên việc thu hoạch cũng ít nhiều gặp khó. Bà con cũng lưu ý, đây là giá lúa cập nhật mang tính tham khảo nên sẽ có sự chênh lệch giữa các địa phương, khu vực và chất lượng lúa. Theo cập nhật tại Hậu Giang, Sóc Trăng và một phần của thành phố Cần Thơ, cụ thể như sau mà bà con tham khảo. Vinadry giá từ 8.300 đến 8.500 đồng một ký, IR50404 9.300 đến 9.500 đồng một ký, Đài Thơm 8 giá từ 8.700 đến 9.250 đồng một ký, có nơi giá chỉ còn tầm 8.500 đồng một ký, OM18 9.400 đến 9.600 đồng một ký, OM380 8.300 đến 8.600 đồng một ký, OM34 dao động từ 8.400 đến 8.650 đồng một ký, OM5451 9.200 đến 9.500 đồng một ký, ST24 10.000 đến 10.300 đồng một ký, RVT 9.000 đến 9.200 đồng một ký, DX1 8.350 đồng đến 8.600 đồng một ký. Trong khi đó, tại một số đồng khu vực Đồng Tháp và Kiên Giang, Cà Mau và huyện Hồng Dân của Bạc Liêu, giá lúa tươi dự kiến 1 đến 2 tuần nữa thu hoạch cũng chững lại và giảm nhẹ. Nhiều bà con e ngại vẫn chưa chốt cọc với hy vọng giá sẽ nhóm lên trong vài ngày tới, cụ thể giá như sau. IR50404 9.100 đến 9.300 đồng một ký, OM5451 9.100 đến 9.400 đồng một ký, OM18 9.300 đến 9.500 đồng một ký, Đài Thơm 8 9.100 đến 9.450 đồng một ký, ST24 10.200 đến 10.400 đồng một ký. Nếp tươi dao động ở mức 8.000 đến 8.200 đồng một ký. Nhận định chung hiện tại chất lượng lúa gạo khá tương đương so với tuần trước do không có thay đổi nhiều về thời tiết. Tình trạng sương muối ghi nhận giảm nhiều tại đa số các địa bàn, năng suất lúa tại các địa bàn ở mức tương đương tuần trước, chủ yếu dao động quanh mức 700 đến 800 kg trên 1.300 m². Tại Đồng Đẹp, tại Long An và Đồng Tháp có thể cho mức 800 đến 900 kg trên 1.300 m². Nhìn chung, giá bán các loại lúa tươi tại ruộng của nông dân tuy đang ở mức cao nhưng hiện tại đã chững và giảm so với các phiên giao dịch gần đây. Dự báo giá lúa tươi sẽ tiếp tục chững lại sau đó đi ngang, thậm chí giảm nhẹ từ đây đến hết tuần, song sẽ không giảm mạnh. Các loại lúa bỏ cọc thu hoạch sau Tết đang được bà con kỳ vọng giá tăng trở lại. Với mặt hàng gạo, dẫn nguồn từ trang điện tử báo Công Thương tại các kho xuất khẩu, giá gạo không có biến động. Theo đó, giá gạo nguyên liệu IR504 Việt duy trì ở mức 13.050 đồng đến 13.150 đồng một ký. Gạo nguyên liệu dao động ở mức 12.900 đến 13.000 đồng một ký. Gạo nguyên liệu Sóc Trăng ở mức 12.250 đồng đến 12.350 đồng một ký. Gạo nguyên liệu OM5451 ở mức 13.700 đến 13.800 đồng một ký. Gạo nguyên liệu OM18, Đài Thơm 8 ở mức 14.050 đồng đến 14.150 đồng một ký. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam duy trì ổn định sau phiên biến động. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam VFA, hiện giá gạo 25% tấm ở mức 617 đô la Mỹ một tấn, gạo 5% tấm ở mức 652 đô la Mỹ một tấn. Theo nhiều dự báo, giá gạo sẽ còn tăng trong năm 2024 do nguồn cung bị thắt chặt. Thị trường gạo dự kiến sẽ tiếp tục thắt chặt vào đầu năm do các hạn chế xuất khẩu đang diễn ra của Ấn Độ và mới đây là Nga cũng bắt đầu áp dụng các biện pháp cấm xuất khẩu gạo. Trong khi đó, nhu cầu vẫn tăng trong dịp lễ Tết. Những yếu tố này sẽ tạo động lực cho giá gạo tăng cao hơn nữa, từ đó kéo theo giá lúa biến động cùng pha. Thông tin chỉ mang tính tham khảo, giá lúa sẽ có sự chênh lệch giữa các địa phương và chủng loại lúa cũng như chất lượng lúa. Nhìn chung, giá lúa tươi tại ruộng trong phiên dịch hôm nay bất ngờ giảm. Dự báo thị trường giao dịch lúa tươi sẽ sôi động trở lại sau Tết Nguyên đán do vụ thu hoạch rộ lúa đông xuân 2023-2024 tại vùng đồng bằng sông Cửu Long sẽ tập trung vào tháng 2 và tháng 3 năm 2024. Đến đây, bản tin podcast về thị trường lúa gạo của công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Nông thực hiện cũng kết thúc. Hãy đăng ký kênh YouTube của công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Nông để cập nhật những thông tin hữu ích về nông nghiệp. Mến chào và hẹn gặp lại quý bà con trong bản tin tiếp theo. Phú Nông mang đến sự khác biệt.